Xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 163 được mang tên là Ước Định của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên Chi Tiền Giới Thiên của tác giả phòng Ngữ, nguồn bệnh ngọc sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông, giọng đọc của Lát Radio Thì mọi người xem thấy hay, ít nhất hãy ủng hộ cho Lát bằng cách like, nè bình luận, nè chia sẻ kênh của Lát. Rồi bạn nào có ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là phí Momo, Paypal hoặc địa chỉ ngân hàng nha. À, Lát có dán tất cả dưới mô tả video rồi xin cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mọi người nghe trường vui vẻ. Thời gian thoáng một cái đã qua 7 ngày 7 đêm. Hắn khoanh chân ngồi chở trên bãi đá. Trong lúc chờ đợi thì hắn phát hiện chỗ này cho dù là ban ngày hay ban đêm thì trên bầu trời thủy chung mây đen vẫn ép thấp xuống đất. Vào ban ngày trên bầu trời có ba vần mặt trời treo trên không trung, còn ban đêm thì lại có sáu vần trăng xếp thành một đường. Hơn nữa bất kể là khi nào, sáu vầng trăng cũng luôn luôn tròn trịa, chưa bao giờ biến thành trăng khuyết cả. Nhưng bất kể là thế nào, mây đen trên màn trời vẫn không tản đi hết, hắn cũng không có cách nào dùng cái bình nhỏ ngưng tụ ra lục dịch cả. Thỉnh thoảng vào ban đêm, sâu trong mây đen còn vang lên từng đợt sấm rền liên tục, khiến cho hắn tưởng là có hung thú gì đó đang ẩn nấp, liền ngưng thần đề phòng, kết quả lại là gió im biển lặng, không phát sinh ra cái gì cả. Vào sáng sớm hôm sau, mặt đất dâng lên cổ sương mù nồng đậm khiến cho sát khí bốn phía trở nên càng ngày thêm dày đặc trong lúc hàng lập nhắm mắt điều tức chợt hắn nghe một tiếng ho nhẹ hắn liền từ từ mở mắt ra nhìn qua chỉ thấy thạch xuyên không đã tỉnh lại rồi y chống đỡ thân thể ngồi dậy rồi dương mắt nhìn hàng lập sau đó không nhanh không chậm kiểm tra pháp khí trữ vào cái trên người trong mắt chứa đầy vẻ nghi hoặc liền hỏi một câu có chút không đầu không đuôi vì cái gì vì cái gì mà cứu người hả hay là vì cái gì mà không giết ngươi sắc mặt của hàn lập không đổi hỏi ngược lại thạch xuyên không nghe như vậy vuốt vào ấn đường mấy cái ký ức mới dần dần khôi phục lại hoàn toàn rồi mở miệng nói lúc trước mới tới đây ta đã bị một thứ gì đó không rõ là yêu thú hay là cái gì đó tập kích là ngươi đã cứu ta hả cũng không phải là yêu thú hay là thứ gì tập kích cả mà chỉ là khu vực sinh trưởng đặc thù mà thôi hàn lập chỉ nói cho qua loa nơi này lỡ chỗ nào vậy? Thạch Xuân không ngắm nhìn bốn phía mở miệng hỏi. Nếu ta đoán không sai, á, chúng ta bị lốc xoáy không gian trong di tích chương ngôn môn nuốt vào, đã tới hồi giới rồi. Giọng của Hằng Lập bình tĩnh nói ra, tuy là hắn đã đoán ra trước đó rồi. Nhưng từ trong miệng của Mao Quang đạt được manh mối, nhưng hắn cũng không chắc là có phải đây là hội giới hay không. Nhưng lúc này hắn đã quan sát mọi thứ trong một khoảng thời gian kết hợp với những gì hắn biết về hội giới trước đó, cũng đủ để cho hắn nhận định được cái gì? Người nói chúng ta đã đến hậu giới rồi hả? Thạch Xuyên Không có chút không tin được hỏi. Vừa dứt lời y vội tra xét tình hình xung quanh, sắc mặt thay đổi liên tục. Sau một lúc lâu mới bình tĩnh trở lại. Nghĩ không ra, vậy mà lại đến hồi giới theo cách này rồi. Thạch Xuyên Không cười khổ nói ra. Trước đó người bị sát khí nơi này xâm nhập, ta đã dùng túc sắc đang thanh trừ một phần rồi. Hiện giờ cơ thể của người vẫn còn sót lại không ít độc tố chưa rõ đó. Bây giờ người đã tỉnh lại rồi, vậy thì tự mình nghĩ ra cách đối phó đi. Hàng Lập chậm rãi nói ra. Túc sắc đáng, vì sao ngươi lại dùng nó để cứu ta chứ? Trong mắt của ta, quái vật kia giết ta hay là chính ngươi ra tay giết người đoạt bảo thì hợp lý hơn. Thạch Xuyên không nhìn Hàng Lập hỏi. Nếu ta đoán không sai, ngươi không hẳn là ma tộc bình thường mà lại có nguồn gốc sâu xa với quả nguyên trai hả? Hàng Lập hỏi ngược lại. Ngươi vì thân phận của ta mới cứu ta hả? Lệ đạo hữu nè, không phải ngươi cũng là cái loại người này chứ, Thạch Xuân không nghe như vậy liền sững sờ rồi cười nhạo một tiếng nói ra. Mà kệ ngươi như nghĩ như thế nào, hiện giờ ngươi đang thiếu ta một mạng đó. Để sau khi trở lại tiên giới, ta muốn ngươi dẫn dụng thật nhiều tài nguyên của quản Nguyên Trai giúp ta tìm kiếm một người. Việc này đối với ngươi cũng không khó gì lắm đâu. Ánh mắt của Hàng Lập ngưng lại rồi nói ra. Thạch Xuân không nhìn chằm chầm vào hai mắt của Hàng Lập, chỉ thấy sắc mặt của hắn thản nhiên, không giống giả bộ, liền có chút nghi ngờ. Thật là ngươi chỉ vì chuyện này thôi sao? y có chút không tin tưởng mà hỏi lại hiện giờ nói nhiều cũng vô dụng thôi đợi trở lại tiên vực ngươi sẽ biết thôi quả nguyên trai làm ăn lớn tin là hai chữ uy tín ngươi còn coi trọng hơn cả ta nữa mà Hàng lập nhíu mày nhìn thạch xuân không rồi hỏi chuyện tìm người ta có thể đáp ứng ngươi thậm chí sau này ngươi gặp nạn ta sẽ ra sức giúp ngươi một lần lúc này thạch xuân không mới tin lời nói của Hàng lập gật đầu nói có điều kiện gì không vậy lông mày của Hàng lập nhíu lại hỏi không có điều kiện gì cả nếu không thì cái mạng của thạch xuyên không của ta cũng không đáng tiền rồi khóe miệng của thạch xuyên không khẽ nhếch lên lộ ra vẻ cười đùa mở miệng nói ra người hãy tĩnh dưỡng mấy ngày đi chờ thương thế hồi phục như cũ chúng ta liền rời khỏi chỗ này trước hết ta phải biết chúng ta hiện tại đang ở chỗ nào đã rồi lại nghĩ cách trở về tiên giới sau vậy hàng lập nói xong liền nhắm hai mắt mình lại thạch xuyên không cũng không nói gì nữa chỉ nhìn hàng lập thật sâu vẫn không cách nào nhìn thấu được người trước mắt này lập tức lắc đầu, lật tay lấy ra một viên đan dược, sau đó uống vào rồi khoanh chân nhắm mắt, lặng yên điều tức. Trải qua mấy ngày như vậy, hai người tìm được một phương hướng, rồi cùng nhau điều khiển Bích Ngọc Huy Sa rời khỏi cái bãi đá này bay về hướng đó. Đã bay được mấy ngày, chung quanh vẫn là một mảnh đen trắng như trước, địa hình phía dưới cũng hầu như không có nhiều thay đổi. Hàng lập đứng trước mũi phi xa, nhìn cảnh vật ở hai bên đang lướt nhanh qua, ánh mắt lập lòe. Mặc dù nơi này màu sắc đơn điệu, nhưng cũng không thực sự hoang vu, trên mặt đất sinh sống không ít thực vật có một số côn trùng cùng tiểu thú thậm chí còn có dị thú hơi nhỏ bé những dị thú này sống trong hoàn cảnh tràn ngập sát khí cũng không bị ảnh hưởng gì cả trái lại lại giống như sinh linh sinh sống trong thiên địa linh khí ở tiên giới vậy xem ra nơi này quả thực là hôi giới rồi tuy vậy có chút phiền toái đi thạch xuyên không nhíu mày có chút bận tâm nói ra thạch đầu hữu có gì xin chỉ giáo cho hàng lập nhìn thạch xuyên không hỏi Tuy ta chưa từng tới hôi giới Nhưng cũng nghe nói là có không ít thế lực trong hôi giới này Thù địch với tu sĩ tiên giới các ngươi cùng ma tộc bọn ta Một khi bị bọn họ phát hiện ra thân phận Chúng ta gặp phiền toái cũng không nhỏ đâu đó Thạch Xuân không ngưng rộng nói ra Ừ, chuyện này ta cũng có nghe qua Nói như vậy chúng ta phải che giấu kỹ một chút mới được đó Sau khi hàng lập trầm ngâm Trong tay liền bấm niệm pháp quyết Rồi bất ngờ giảm chân xuống phi xa một cái một cổ ánh sáng màu đen từ người hắn tuôn ra, mau chóng phủ toàn bộ phi xa vào bên trong, trong miệng của hàng lập nói lẩm bẩm hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết từng tia sáng màu đen lao ra rồi quấn quanh trên phi xa thỉnh thoảng có vài điểm phụ văn màu đen từ người hắn bay ra rồi dung nhập vào trong phi xa màu sắc xanh biếc của phi xa màu chóng biến thành màu xám đen ánh sáng màu xanh mặt ngoài cũng thay đổi thành từng đạo hắc quang cùng tản ra từng đợt dao động sát khí nghĩ không ra trên phương diện luyện khí lệ đạo hữu cũng có tạo nghệ cao vậy đó nha chỉ trong chốc lát đã làm chiếc phi này thay đổi hoàn toàn rồi Thạch Xuyên Không tán tháng nói. Bất quá chỉ là ngụy trang chút mà thôi, biến đổi phi sao còn dễ, nhưng ngươi muốn thay đổi khí tức ở trên người thì tương đối khó đó. Hàng Lập nhìn Thạch Xuân Không rồi nói ra, lúc này sát khí quấn thân của hắn còn hơn cả ma quang, muốn ngụy trang thành hôi tiên cũng rất dễ dàng, chủ yếu là Thạch Xuyên Không có thể làm được hay không. Lê Đậu Hữu không cần phải lo cho tại hạ đâu, ta tự có cách mà. Thạch Xuyên Không cười nhạt một tiếng rồi nói ra, Hàng Lập nghe như vậy thì gật đầu nhẹ, không nói gì nữa, liên điều khiển phi xa tiếp tục bay tới. Thạch Xuyên Không cúi đầu trầm ngâm, một lúc sau chợt vung tay lên, trong lòng bàn tay lóe lên ánh sáng trắng, hiện ra một hạt châu màu trắng lớn chừng ngón cái. Tây Y bấm niệm pháp quyết, rồi điểm một cái vào hạt châu màu trắng, hạt châu lập tức phát ra từng đạo bạch quang, trong hạt châu hiện ra một cái vòng xoáy màu trắng màu trắng xoay chuyển. Sát khí trong không khí xung quanh liền cuồn cuộn tụ lại, vòng xoáy màu trắng trong hạt châu rất nhanh đã biến thành màu xám, tản ra hào quang cũng biến thành hôi mang. Hàng Lập nhìn thấy cái màn này, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, liếc nhìn cái viên châu kia, rồi rất nhanh dời ánh mắt đi, lại tiếp tục tập trung điều khiển phi xa. Bay được gần nửa ngày, địa hình phía dưới rốt cuộc cũng đã thay đổi, mặt đất trở nên bằng phẳng, trên đất còn mọc mảnh lúa mạch non cao bằng người, nhìn tựa như một vùng thảo nguyên vậy. Gió thổi qua thảo nguyên, thường vật màu xám theo gió lay động, nhìn như sóng biển dâng trào có chút hùng tráng. Lại bay về trước thêm một đoạn thời gian, đuôi lông mày của hắn khẽ động, liền vẫy tay bấm niệm pháp quyết, phi lập tức ngừng lại. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bên trái phía trước, Thạch xương Không cũng nhìn theo. Cách hắn ước chừng hơn nghìn dặm, có một đội ngũ thật dài đang đi tới, nhất là phía trước mười mấy chiếc xe lớn có cự thú nhìn như con tê giác đang kéo xe. Xung quanh xe ngựa có từng tầng thân ảnh cao lớn, có chừng ba bốn ngàn người. Những thân ảnh này nửa thân dưới là hình người, còn đầu lại là thằng lăng, trên da thì lại lụ đầy lưng giáp màu xám. Đội ngũ phía sau thì lại lùa một bầy dị thú nhìn giống như con nai màu xám vậy trên đầu một hai cái sừng hưu giống như sang hô mơ hồ lóe lên ống ánh số lượng khoảng vạn con đang bị bọn họ lùa tiến lên từ từ đội ngũ này nhìn giống như những dân du mục di chuyển đến bãi cỏ khác vậy những tích dịch nhân này rõ ràng là sinh vật của trí khôn khí tức cũng có chút cường đại thậm chí có một gã đã đạt đến cảnh giới đại thừa sát khí phát ra từ thể nội cũng rất mãnh liệt hai người hàng lập nhìn nhau trong mặt lộ ra vẻ vui mừng rốt cuộc cũng có thể nắm rõ tình hình chỗ này hàng lập lật tay thu hồi phi xa bên ngoài thân lấp lóe ánh sáng màu xám trong cơ thể tuôn ra mảnh lớn sương mù trong nháy mắt khí tức cả người thay đổi tản ra sát khí cuồn cuộn hai mắt cũng biến thành một mảnh sương mù màu xám thạch xuyên không nhìn thấy hàng lập trong khoảnh khắc đã biến thành người khác giống như đúc với khí tức của mấy tên hồi tiên xuất hiện trong di tích chân ngôn môn lúc trước trong lòng thầm chấn kinh tuy vậy y cũng lật tay lấy ra cái hạt châu kia rồi há miệng nuốt vào chỉ thấy từng đạo khí màu xám từ trong cơ thể y tuôn ra làm cả người cũng thay đổi theo tản ra một cảm giác lạnh lẽo, hai mắt cũng biến thành màu xám. Tuy thạch xuyên không cũng biến hóa không hoàn mỹ bằng hàng lập, nhưng cũng bắt trước được 6-7 phần. Hai người bọn hắn biến hóa xong, đang muốn bay nhanh tới, thì bất ngờ phía trước vang lên tiếng trận u u. Xem ra trận khí của chúng ta cũng không tệ đó. Hàng lập nhíu mày khẽ cười rồi nói, chưa dứt lời thân hình của hắn đã lao tới, lóe lên rồi biến mất. Ánh mắt của Thạch Xuyên Không cũng có chút sáng lên, liên hóa thành một đạo ánh sáng màu xám, theo sát sau lưng Hàng Lập, phá không lao về phía trước. Đội ngũ tích dịch nhân lúc này bỗng nhiên đại loạn. Nguyên nhân náo động này là do bảy con quái điểu màu xám từ trong sâu thảo nguyên bay tới. Thân hình của những con chim này vượt quá mười trượng, ngoại hình to như con dơi, không có lông vũ, đầu như cái đầu rồng, răng trong miệng sen kẽ như chiếc lược, lấp lóe từng đợt hàng quang. Chỉ ở dưới thì mọc ra một cái đôi lợi rảo màu đen, dài chừng vài thước, nhìn giống như cây lợi kiếm màu đen vậy, làm cho người ta nhìn mà thấy kinh hãi trên mặt của mấy đầu quái điểu màu xám này lộ ra vẻ hưng phấn trong miệng phát ra tiếng cà cạc, cạc quái dị rồi nhau nhau vươn sông trảo vô xuống cái bầy hưu phía sau đội ngũ đáng chết mấy con súng sinh này ngươi dám một tiếng quát tháo từ đội ngũ phía trước truyền ra từ đó lao ra một bóng người màu xám đúng là một tên tích dịch nhân thân hình người này cao lớn hơn xa những người khác cái đầu của gã tròn vo ngũ quan có chút đẹp đẽ nhìn khá giống hình người chỉ là trên mặt hiện đầy lân phiến phát ra khí tức khổng lồ thẳng đến cảnh giới đại thừa gã vung tay lên liền lóe lên ánh sáng màu xám chói mắt từ đó lao ra một thanh cốt kiếm màu xám sau đó phá không lao như cầu vồng đâm tới một con quái điểu màu xám quái điểu màu xám kia giật mình liền vỗ cánh tránh né nhưng lại không thể né tránh được thế là trên bụng bị vạch ra một vết thương thật dài từ đó phun ra cái luồng máu màu xám trong miệng kêu khàn khàn thảm thiết trong những xe lớn khác cũng lao ra ba bóng người đều phát ra khí tức hợp thể kỳ rồi tế ra đủ loại pháp bảo làm bằng xương đánh về phía mấy con quái điểu màu xám khác phía trước. Trong miệng của những quái điểu màu xám phát ra tiếng kêu hung hãn thật lớn, rồi há to cái miệng phun ra từng đạo phong nhận màu xám, đánh về phía những tích dịch nhân kia. Còn lợi rảo màu đen dưới người phát ra hắc quang lóa mắt, trực tiếp chụp vào những cái pháp bảo làm bằng xương kia. Song phương rất nhanh lao vào chém giết nhau, vang lên tiếng phong nhận vù vù. Bộ lạc phía dưới hỗn loạn lần nữa, những con sừng hươu màu xám kia hoảng sợ vô cùng chạy tứ tán. Trái lại tích dịch tộc nhân thì tự mình đuổi theo chúng, khó khăn lắm mới mang bầy hưu rời xa chiến trường. Giữa không trung, giao phong càng thêm kịch liệt. Một bên tích dịch tộc nhân đã từ từ rơi vào thế hạ phong. Số lượng quái điểu màu xám khá nhiều, thực lực phần lớn là hợp thể kỳ. Tên đại thừa kỳ cầm đầu của tích dịch tộc kia mặc dù lợi hại, nhưng lúc này bị ba con quái điểu màu xám cuốn lấy đã không cách nào phân thân ra được. Còn ba tên tộc nhân tích dịch khác đối mặt với bốn con quái điểu màu xám khác cũng đã rơi vào thế hạ phong. Nếu không nhờ một tên tích dịch tộc trong tay có một cái tấm cốt thuẫn màu xám rất là thần diệu, đã đỡ phần nửa công kích của bốn con quái điểu này á, nếu không thì trong ba người đã sớm có người thụ thương rồi tuy vậy một lúc sau ba tên tộc nhân tích dịch dựa lưng vào nhau thở hồng hộc bộ dáng cũng không thể nào kiên trì được lâu tộc trưởng nè tình hình không ổn rồi tích dịch tộc nhân cầm cúc thuẫn đẩy mạnh cái móng vuốt nhọn hoắt của quái điểu ra thân thể lung lay một chút rồi lo lắng hô to một tiếng về phía tích dịch tộc nhân đại thừa kỳ trong mắt của tộc trưởng tích dịch tộc nhân lộ ra vẻ lo lắng vô cùng gã làm sao lại không biết tình cảnh ba tên tộc nhân chứ? nhưng ba con quái điểu màu xám này liên thủ thực lực cũng không yếu hơn so với gã, căn bản không thể bước ra trợ giúp ba người kia được. một tiếng hét thảm truyền đến, một tên tích dịch tộc nhân nhất thời sơ sẩy đã bị một cái móng vuốt nhọn hoắt màu đen vồ trúng trên người liền bị cắt ra mấy cái đường vết thương thật dài, máu tươi ứa ra. một cánh tay cơ hồ bị chém đứt, chỉ còn sót lại chút da thịt dính trên người. người này thụ trọng thương cả người bị đánh văng ra ngoài thế liên thủ của ba người chợt bị phá đi. Trong miệng của một con quái điểu màu xám phát ra tiếng hưng phấn, rồi đuổi theo thích dịch nhân đó. Tộc trưởng tích dịch vừa sợ vừa giận, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, bất ngờ há miệng phun ra một cổ ánh sáng màu xám, chui vào trong thanh cốt kiếm màu xám. Sau đó cốt kiếm màu xám lập tức xoay một vòng, hào quang tỏa sáng, hóa thành một đoàn quang cầu màu xám quay cuồng chớp động. Từng đợt ba động kiếm khí dọa người từ trong đó truyền ra, hư không chung quanh cũng vang lên tiếng suy suy thật lớn mơ hồ nổi lên từng thi dao động. Ba con quái điểu màu xám thấy như vậy, hai con trong đó vội vã phi người né tránh. Nhưng một con quái điểu cuối cùng thì trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, trái lại khẽ vỗ hai cánh, bất ngờ thân thể khổng lồ hóa thành một đạo bóng xám, lao về tộc trưởng tích dịch tộc, cùng lúc há to cái miệng ra. Âm thanh duệ khiếu phát ra suy suy, một chùm quang mang màu đen bắn ra như mưa đánh về phía tộc trưởng tích dịch. Tộc trưởng tích dịch kinh hãi, vội bấm niệm pháp quyết. Chùm sáng màu xám bất ngờ nổ tung ra, vô số kiếm khí bé nhỏ màu xám từ đó phun ra, lao về bốn phương tám hướng, trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy trăm trượng. Một tiếng thê lương thảm thiết vang lên rồi chợt tắt ngấm, một bộ thi thể tàn phế từ giữa bầu trời rơi xuống, đúng là con quái điểu màu xám kia. Toàn thân nó bị vô số đạo kiếm khí đâm trúng, mơ hồ không có một chút lành lặng nào, đã không còn phát ra khí tức nữa. Tuy vậy, tộc trưởng tích dịch kia cũng lão đảo trở ra. Phía bên trái nửa người trên cũng hiện ra chấm chấm lỗ nhỏ, từ đó phát ra từng tia hắc khí rồi lan qua chỗ khác trên cơ thể. Gã chưa kịp xử lý thương thế trên người thì hai đạo bóng xám nhanh đi chớp đánh tới, chính là hai con quái điểu màu xám vừa tránh thoát khi nãy. Tộc trưởng tích dịch giật mình, vội mạnh mẽ vận dụng sát nguyên trong nội thể, nhưng vì thụ thương nửa người cho nên vận chuyển sát nguyên cũng bị ảnh hưởng thật lớn, vận dụng không được nhiều, sắc mặt không khỏi đại biến. Hai đạo bóng xám tới nhanh như chớp, trong nháy mắt đã đến trước người gã, bốn cái lợi trảo màu đen lấy thế sát đánh ngang tay bất ngờ vô xuống tộc nhân xung quanh thấy như vậy đều sợ hãi nếu mà tộc trưởng gặp nạn thì cả tộc đạn cũng sẽ gặp tai họa ngập đầu trong lúc ngàn cơn trao sợi tóc một đạo ánh sáng màu xám từ trên trời đánh xuống một tiếng phốc phốc tùy tiện liền xuyên thủng hai đầu con quái điểu màu xám sau một khắc bất ngờ ánh sáng lóe lên rồi tách ra đạo đạo hôi quang nhỏ bé thình lình xoắn một cái thân thể hai con quái điểu trong nháy mắt liền biến thành thịt xây một tiếng kêu trên cũng không kịp phát ra. Mơ hồ cùng lúc đó, trên không ba tên tích dịch nhân cũng lóe lên hát quang, hiện ra một thanh phi kiếm màu đen. Từ đó bắn ra từng đạo kiếm khí màu đen, bao phủ thân thể bốn con quái điểu màu xám lại. Ánh kiếm màu đen lóe lên, chém thân thể bốn con quái điểu thành mấy khúc, tất cả đều đoạn tuyệt khí tức. Ba tên tích dịch nhân thấy như vậy đều ngẩn người ngay tại chỗ. Ngay lúc đó giữa không trung hoa lên một cái, chợt hiện ra hai bóng người, rồi từ từ hạ xuống, chính là hai người hàng lập cùng thạch xuyên không tộc trưởng tích dịch thấy rõ thân hình diện mục của hai người hàng lập sắc mặt liền thay đổi bay vội tới đã tỏ hơi vậy thượng tiên đã xuất thủ cứu giúp bộ tộc hồi tích chúng ta tộc trưởng cung kính thi lễ ba tên hồi tích tộc kia cũng bay tới không mình hành lễ nói lời cảm tạ rồi ánh mắt nhìn hai người tràn đầy ước ao và kính sợ chỉ là tiện tay mà thôi không cần đa lễ vậy đâu đều đứng lên đi hàng lập cùng thạch xuyên không nhìn thoáng nhau từ tốn nói mấy người tộc trưởng hồi tích lúc này mới đứng dậy tiếp đó đứng một bên không nói gì bộ dạng lắng nghe lời dạy dỗ hai người chúng ta dạo chơi đến tận đây vài ngày trước gặp phải một trận phong bạo bị lạc mất phương hướng cho nên hiện tại cũng không biết đây là nơi nào nữa hàn lập nhìn bộ dáng mấy người trong lòng có chút kỳ quái rồi cẩn thận cân nhắc từ ngữ nói ra quả thực mấy ngày trước bọn hắn gặp một trận phong bạo màu xám thật lớn cho dù lấy thực lực của bọn hắn cũng phải tốn sức mới thoát ra được ư ừ, dạ bẩm thượng tiên chỗ này là thảo nguyên lục nguyệt trong tây bắc bộ hai vị thượng tiên chắc hẳn gặp phải phong bạo hôi triều đặc thù của bản địa rồi Hôi tích tộc trưởng nói ra hôi triều hả thì ra là vậy hàng lập lẩm bẩm một câu hai vị thượng tiên đi đường gấp giả rồi nếu không chơi á không bằng ở đến bộ lạc hôi tích chúng ta nghỉ ngơi một lát đi ông như thế nào bộ lạc hôi tích tôi không lớn nhưng có đặc sản mạch nhung trà có chút đặc biệt á hôi tích tộc trưởng nhìn hai người thấy sắc mặt của hai người lộ ra vẻ phong trần, cẩn thận nói ra. Cũng tốt đó. Bọn Hàng Lập đang muốn tiếp xúc nhiều với người hôi tích, cũng tìm hiểu tình hình hôi giới một chút, vì vậy hiển nhiên sẽ không từ chối. Ừ, dạ, dễ xin mời hai vị thượng tiên. Tộc trưởng hôi tích nghe như vậy đại hỷ vội đi trước dẫn đường rất nhanh hạ xuống. Nhìn thấy Hàng Lập cùng Thạch Xuyên không, những người hôi tích tộc ở phía dưới lộ ra vẻ kinh sợ, nhau nhau phù phục quỳ xuống cùng kính hành lễ, Hàng Lập thấy như vậy trong lòng âm thầm cảm thấy kỳ quái. Tuy tu vi của mình cao cường, nhưng đám hôi tích tộc này tựa hồ cung kính quá mức rồi. Loại cảm giác này giống như ăn mày gặp phải hoàng đế vậy. Mặc dù trong lòng của Hàng Lập thấy quái lạ, nhưng trên mặt cũng không biểu lộ được cái gì cả. Những bị hư màu xám bởi vì kinh sợ cho nên vẫn chạy tứ tán, không hoàn toàn kiểm soát được, khiến cho đội ngũ có chút lộn xộn như trước. Mà màu quản tốt những mi giác lộn này đi, chứ để cho hai vị thượng tiên chơi cười. Chuyện lệnh ta, hôm nay hạ trại tại đây, vẻ mặt của tộc trưởng hồi tích trầm xuống quát. dạ. một tên hợp thể hồi tích tộc bên cạnh vội đáp ứng một tiếng rồi bay về bệ hưu phía sau. Ồ, dạ hai vị thượng tiên mời vào trong trướng thượng tọa nha. tộc trưởng hồi tích dẫn hai người hàng lập đến cái cổ xe lớn phía trước. xe lớn này dài trăm trượng rộng hai ba mươi trượng mơ hồ tương đương một cái quảng trường thu nhỏ. trên xe xây dựng vài chục cái liều vải rộng thùng thình. dưới đáy xe cũng gần rìa xe khắc một cái vòng phù văn màu đen hợp thành một cái pháp trận đang vận chuyển ông ông không ngừng phun ra từng luồng mây xám ở phía dưới mơ hồ nâng toàn bộ xe lớn lên hàng lập hạ xuống cái xe lớn tựa như có cảm giác đang đứng ở trên đám mây bồng bềnh hắn không khỏi âm thầm gật đầu khó trách một chiếc xe lớn khổng lồ như thế lại chỉ dựa vào một đầu dị thú tê giác lại có thể kéo nó nhẹ nhàng như vậy tộc trưởng hồi tích dẫn hai người đến trước cái liều to nhất hàng lập cũng không dừng lại mà đi vào cùng thạch xuyên không theo sát sau lưng của hàng lập y biết mình thay đổi khí tức không quá hoàn hảo cho nên tận lực không muốn gây sự chú ý của người khác. Mọi chuyện do hàng lập ra mặt cả, trái lại việc này y cũng không bất mãn gì. Không gian trong liều khá lớn, chia hai phần trước sau. Phía trước là chỗ giống như phòng khách, chính giữa đặt một cái bàn dài, hai bên lót từng cái da thú êm ái. Đại trướng phía sau tựa hồ là cái phòng ngủ dùng để nghỉ ngơi, chính giữa có treo một tấm rèm vải ngăn cách. Liều vải này cũng không biết dùng cái tài liệu gì chế thành, sau khi đi vào, chợt âm thanh bên ngoài đều biến mất dạ, hai vị thượng tiên, Ôi, xin mời ngồi nha. Tộc trưởng hội tích mời hai người hàng lập ngồi xuống chính giữa bàn dài, còn mình thì phụng bồi bên cạnh. Lúc này một tên tộc nhân hôi tích bộ dạng tùy tùng đi đến, dâng lên ba cái chén sừng hưu. Bên trong chứa nước trà màu trắng, sương mù nhẹ nhẹ bay lên tỏa ra một cổ hương thơm nhàn nhạt. Bệnh nhung trà này chính là đặc sản dùng lọc nhung sang giác lọc của bộ tộc hôi tích chúng ta. Thêm vào sữa hưu, lại còn thêm mười mấy cái loại vật liệu chế thành, có chút tác dụng tinh tiến tụ gì, đương nhiên lấy tôi đi có hai vị thượng tiên đây á trà này hiển nhiên là vô dụng rồi nhưng hương vị cũng rất là khó xin mời hai vị thượng tiên nhắm nháp một chút nha à. tộc trưởng hồi tích nịnh nọt nói ừ coi như không tệ đó hàng lập bưng chén lên uống một ngụm rồi gật đầu nhẹ thật ra khi hắn uống vào cũng không có nuốt xuống mà thu nó vào trong không gian hoa chi đi vào hôi giới này hắn cũng phải chú ý cẩn thận mọi chuyện tộc trưởng hồi tích thấy như vậy thì vui mừng lập tức phân phó người hầu mang một chút đặc sản mỹ thực của hôi tích tộc dâng lên những trái cây này rồi mời hai người hàng lập nhấm nháp nhiệt tình dị thường đa tạ tộc trưởng đã tiếp đãi bất quá hai người ta tới đây không phải là để nhấm nháp mỹ thực của bộ lạc hôi tích các ngươi hàng lập đang thưởng thức những cái vật này liền ngừng lại rồi nói dạ thượng tiên có gì phân phó vậy ông cứ nói đi đừng có ngại hôi tích tộc trưởng khẽ giật mình nói gấp không biết là bộ lạc hôi tích các ngươi có địa đồ nơi này và tư liệu của lục nguyệt thảo nguyên không vậy hàng lập nói thẳng vào vấn đề Ồ, dạ, dạ có chú. Hai à, vị thượng tiên xin chào một chút nha. ta phải người đi chỉnh lý, xong lập tức đưa tới ngay. Tộc trưởng nghe như vậy liền đứng lên, định đi ra ngoài. Chỉnh lý thì không cần đâu. Làm phiền tộc trưởng đem tất cả tư liệu địa lý, phòng thủ, điển tịch bên trong hôi tích bộ lạc các người tới đây. Chúng ta sẽ tự xem xét là được rồi. Hàng lập khoát tay chặn lại nói thêm. Hôi tích tộc trưởng nghe như vậy thì khẽ giật mình, nhưng lập tức đáp ứng một tiếng rồi bước nhanh ra ngoài. Thạch xuyên không ở một bên không màng việc gì cả, nhìn giống như là đang thưởng thức trái cây nước trà, nhưng lông mày lại ẩn ẩn quanh quẩn một tia lo âu thỉnh thoảng lại nhìn bốn phía hiển nhiên có chút lo lắng việc mình ngụy trang cũng không lâu lắm hôi tích tộc trưởng dẫn hai người tới hai người kia ôm trước ngực một chồng thư sách thật dày nhìn thấy ít nhất cũng trăm bản trở lên hằng lập thấy như vậy trong lòng hơi động có những điển tịch này cuối cùng bọn hắn cũng không còn mờ mịt không biết gì về hôi giới nữa lúc trước hắn đã tiếp xúc qua văn tự hôi giới trong túi trữ vật của lông tứ rồi là một loại cổ văn tại chân tiên giới nên không cần lo lắng không thể đọc hiểu Ừ, dạ hai vị thượng tiên tất cả địa lý phong thổ điển tịch tại bản tộc đều ở nơi này hồi tích tộc chúng ta chỉ là một tộc đàn nho nhỏ trong hắc si vực thôi tư liệu không có nhiều xin thượng tiên rộng lòng tha thứ à hồi tích tộc trưởng kinh sợ nói không sao chúng ta cũng không có đại sự gì cả chỉ là dọc đường đến đây cảm thấy có chút hứng thú với cái mảnh lục nguyệt thảo nguyên này thôi đuôi lông mày của hàng lập khẽ động mở miệng nói ra hồi tích tộc trưởng nghe như vậy thoáng thở nhẹ ra phất tay bảo hai người sau lưng đặt điển tịch xuống Ừ, dạ hai vị thượng tiên xin chậm rãi xem xét nha à. à, Ta sắp xếp người trong coi sổ sách ở bên ngoài Nếu có chuyện gì á xin cứ việc phân phó Sau khi gã nói xong Thức thời mang theo hai người kia cáo từ ly khai Hàng lập nhìn mấy người ra ngoài Lập tức phất tay bấm niệm pháp quyết Một cổ hồi quang bắn ra Sau đó hóa thành một màn sáng màu xám Bao phủ lại toàn bộ liều vải Lúc này trong mắt của Thạch Xuyên không mới thoáng buông lỏng Thời gian sau đó, hai người hàng lập tự mình lấy ra một bản điển tịch nhanh chóng đọc qua. Mặc dù hơn trăm bản điển tịch nơi đây không ít, nhưng tu vi và ký ức của hai người cao đến bậc nào chứ rất nhanh xem hết toàn bộ giờ phút này có chút am hiểu địa phương này nơi này xác thực chính là hôi giới bất quá hôi giới cũng giống như chân tiên giới rộng vô biên vô hạn bây giờ hai người bọn họ đang ở cụ thể tại phương nào hôi giới bên trong những điển tịch kia cũng không nói rõ hôi tích tộc chỉ là một tiểu tộc đời đời ở lục nguyệt thảo nguyên bởi vậy nội dung giảng thuộc điển tịch trong tộc của hạng đại đa số đều liên quan tới mảnh lục nguyệt thảo nguyên này Kỳ thực đối với tuyệt đại đa số tộc nhân hôi tích tộc bình thường á, thì cái mảnh thảo nguyên này chính là toàn bộ nơi sinh hoạt của bọn họ. Diện tích lục nguyệt thảo nguyên rộng lớn, mạch khoáng dưới mặt đất rất là nhiều, chẳng những đủ loại thảm thực vật tươi tốt, còn có rất nhiều loại khoáng thạch cùng tài liệu, trừ hôi tích tộc ra, còn có không ít tộc đàn sinh hoạt ở đây nữa. Mà lục nguyệt thảo nguyên nằm ở phía tây bắc của Hắc Xi si vực, liên quan tới Hắc Xi si vực trong điển tịch này cũng không nói rõ, chỉ biết là bao la khung cùng, Đối với toàn bộ hắc sĩ vực thì lục nguyệt thảo nguyên bất quá chỉ là một nơi nhỏ bé mà thôi. Về phương diện địa lý, bọn hàng lập chỉ tìm được tin tức như vậy. Về phương diện con người, hôi giới khá tương tự với mang hoang giới vực, đều lấy tộc đàn làm cơ sở. Trên tộc đàn chính là một lãnh chúa. Đại lãnh chúa thống lĩnh lục nguyệt thảo nguyên có tên là Tam miêu Chỉ là đối với người này, trong những điển tịch của hội tích tộc cũng không có nói quá nhiều. Phía trên lãnh chúa chính là vực chủ, liên quan tới hắc sĩ vực chủ trong những điển tịch này ghi chép lại càng ít hơn nữa chỉ có một ít lời kể ca tụng công đức mà thôi hàn lập nhìn một bản điển tịch trong tay ánh mắt chớp động từ những câu chữ ca tụng công đức hắc sĩ vực chủ mặc dù không có bất luận tin tức gì cụ thể nhưng bằng vào kiến thức lịch duyệt của hắn mơ hồ có thể phỏng đoán ra tu vi của người này cực cao có lẽ không dưới đại la cảnh hồi giới có thể đối địch cùng chân tiên giới thực lực tất nhiên không yếu rồi bây giờ chúng ta đang ở địa phương nhỏ lục nguyệt thảo nguyên này vẫn còn tốt nếu đi tới nơi phùng hoa chưa hẳn thân phận có thể che giấu được đâu thạch xuyên không buông cái cuốn thư tịch trong tay xuống có chút bận tâm nói nếu như vậy tạm thời chúng ta đi theo hôi tích tộc đi để có thể che giấu tung tích lại có thể thừa cơ tìm hiểu thêm về hôi giới Hàng lập trầm ngâm một chút rồi nói ừ đành phải như vậy thôi thạch xuyên không gần đầu nói hai người lại thương nghị một hồi Hàng lập bấm niệm pháp quyết thu hồi cấm chế chung quanh mở miệng kêu một tiếng người đâu Dạ hai vị thượng tiên Xin hỏi có gì phân phó Một tên hồi tích cao to đi tới Vội quỳ xuống kính sợ vô cùng Thanh âm ẩn ẩn có chút trùng rảy Bên trong tộc đàn hồi giới phân chia cao thấp Đẳng cấp cực kỳ xâm nghiêm Hồi tích tộc xem như là tộc đàn cấp thấp Mà tộc đàn càng tiếp cận hình người thì càng cao cấp Đây cũng là nguyên nhân hồi tích tộc Vừa thấy hai người hàng lập liền cực kỳ kính sợ Chúng ta có gì muốn thương nghị với tộc trưởng Đi gọi hắn tới đây đi sắc mặt của hàng lập ngạo nghễ dùng một loại giọng điệu như ra lệnh rồi nói đối với hiểu lầm của Hôi Tích Tộc này hắn tự nhiên sẽ không giải thích như vậy càng có lợi cho bọn hắn ẩn tàng. Dạ. Trên mặt của Hôi Tích Tộc nhân cao to lộ ra vẻ kính sợ càng lớn, vội đáp ứng một tiếng rồi lui ra ngoài. Cũng không lâu lắm Hôi Tích Tộc trưởng đã bước nhanh tới. Dạ hai vị thượng tiên có chuyện phong phó vậy. Thân thể Hôi Tích Tộc trưởng khom xuống sắc mặt cung kính không giảm chút nào. Tộc trưởng không cần khách khí như vậy đâu, chúng ta tới cái Hôi Tích Tộc này là khách, nổi đến đây vẫn chưa có thỉnh giáo đại danh của ngươi. Hàn Lập thả cái cuốn thư tịch trong tay xuống, trong miệng mặc dù lời nói khiêm tốn, nhưng thần sắc lãnh đạm không ít so với lúc trước. Hắn vừa rồi có chút quá ung hòa với hồi tích tộc trưởng, giờ phút này có chút không phù hợp với thân phận, sau này cần phải thay đổi mới được. Ừ, dạ, bẩm thượng tiên, tại hạ là tịch nhâm. Hồi tích tộc trưởng nhìn thấy sắc mặt của Hàn Lập, trong lòng căng thẳng, thân sắc càng thêm cung kính. Nguyên lai là, là tịch nhâm tộc trưởng hả? Gọi người tới đây cũng không có sự tình gì khác đâu. Ta thấy toàn thể hồi tích tộc các ngươi xuất động vậy, không phải là muốn đi tham gia đại hội tháp mộc đạt chứ hàng lập chậm rãi hỏi cứ mỗi trăm năm tất cả đại tộc quần phân tán các nơi ở trên lục nguyệt thảo nguyên sẽ tụ tập bên bờ hồ ba lăng cử hành đại hội tháp mộc đạt tháp mộc đạt tại hồi giới trong lời nói của hắn lại mang theo ý nghĩa bội thu thịnh hội này là do đại lãnh chúa tam miêu chủ trì sẽ cử hành một trận đấu pháp so tài đương nhiên cái trận đấu pháp này cũng không phải là vô duyên vô cớ các tộc đàn ở lục nguyệt thảo nguyên gần như đều là theo chăn nuôi và khai khoáng để sống vì ngăn ngừa xung đột, đại lãnh chúa Tam Miêu căn cứ kết quả tràng tỷ đấu này, quyết định khu vực hoạt động trăm năm tiếp theo của các tộc đàn. Khu vực khác nhau, bất luận chăn thả hay là đào mỏ, ảnh hưởng điều cực lớn, nên các tộc rất xem trọng tràng tỷ đấu này. Trong lúc diễn ra đại hội Tháp Mộc Đạt, các tộc sẽ còn tiến hành thương nhân mậu dịch, đem các vật phẩm trữ trăm năm qua giao dịch ra ngoài, đổi thành các vật bản tộc cần. Địa hình lục nguyệt thảo nguyên rộng lớn, tất cả đại tộc quần lại phân tán khắp nơi, dẫn đến vật tư lưu thông nơi đây cực kỳ khó khăn. Đại hội tháp một đạt là con đường trọng yếu nhất, bất kể tộc đàn nào cũng sẽ không bỏ lỡ, thậm chí người ở khu vực khác còn mộ danh tới đây tham dự nữa. Có hai nguyên nhân này, đại hội tháp một đạt trở thành thịnh hội trọng yếu nhất tại lục nguyệt thảo nguyên, nên trên những điển tịch kia càng ghi chép rõ ràng. Ừ, dạ. Tịch nhâm tộc trưởng thành thực gật đầu. Ta cùng sư huynh đây mặc dù cũng không phải là người của hắc sĩ dực, Bước qua cũng đã nghe qua thanh danh đại hội tháp Mộc đạt rồi Lần này liền theo hôi tích tộc các ngươi tới hồ Ba Lăng Vừa dặn mở mang kiến thức một chút vậy Hàng Lập nói Tịch nham tộc trưởng nghe như vậy thì ngỡ người Sao vậy? Chở lại tộc trưởng cảm thấy không ổn hả? Hàng Lập dương mắt lên nhìn tịch nham tộc trưởng một chút Ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo Ồ, ờ, dạ, dạ, không có, không có ờ, Hai vị thượng tiên nguyện ý cùng tộc ta kết bạn đồng hành đó Là vinh hạnh của hôi tích tộc chúng ta mà kiểu ờ, chỉ là cả hôi tích tộc cùng đi vậy Thì tốc độ tới phi thường chậm chạp trên đường đi chỉ sợ sẽ làm cho Thượng Tiên cảm thấy nhàm chán đó. Tịch nham tộc trưởng nào dám hai lời chừng chờ nói Hai người hàng lập gia nhập hồi tích tộc Tịch nham tộc trưởng từ đáy lòng vẫn có chút hoan nghênh Mặc dù hai người hàng lập nhìn không dễ ứng phó Nhưng cũng không phải là người bạo ngược hiếu sát Hơn nữa có hai vị này tỏa trấn Chẳng những trên đường khỏi phải sợ hồi thú tập kích Không chừng trên đại hội Tháp một Đạt Còn có thể mượn dùng lực lượng bọn hắn Lấy tốc độ của các người hiện tại Bao lâu thì mới đến Hồ Ba Lăng vậy Hàng lập nghe thấy lời này thì khẽ giật mình sau đó hỏi ừ, dạ có lẽ còn thời gian bốn thứ năm năm á ở giữa còn có vài địa phương có hôi thú lợi hại chứng cứ vì vậy còn phải đi đường vòng á tịch nham tính toán một chút rồi nói khỏi đi đường vòng cứ trực tiếp đi thẳng cho ta nếu mà gặp hôi thú hai người chúng ta sẽ ra tay giúp các người tiêu diệt Hàng lập phung tay lên ngạo nghệ nói ôi ừ, dạ nếu mà không đi đường vòng á ngộ lại có thể đến sớm nhiều năm á tịch nham nghe như vậy vui mừng cũng không phải là vì có thể đến sớm mà là vì hàng lập hứa hẹn xuất thủ đối phó với hồi thú tốt rồi không có sự tình gì khác nữa người đi xuống đi hàng lập phất tay ra lệnh đuổi khách tịch nhâm tộc trưởng cáo từ một tiếng quay người ly khai à đúng rồi trong tộc các ngươi còn có các loại điển từ thư sách đồ vật nào khác không vậy hết thể chuyển tới đây đi để lúc rảnh rỗi chúng ta sẽ đọc thử hàng lập tựa hồ vừa mới nghĩ đến việc này rồi nói ra ôi giả dạ, đụng rồi ta lập tức phái người đưa tới ngay Tịch Nham nghe như vậy thì kẻ giật mình, vội vàng đáp ứng một tiếng, sau đó bước nhanh ra ngoài. Tịch Nham ly khai, vẻ mặt lãnh ngạo của Hàng Lập lập tức biến mất không còn tâm tích, khôi phục bộ dạng bình thường. <laughs> Nghĩ không ra lệ đạo hữu còn có kỹ xảo diễn xuất tài hiền vậy đó nha, bội phục bội phục. Thạch Xuyên Không nhìn thấy thần sắc biến hóa của Hàng Lập, cười ha ha một tiếng rồi nói. Trải qua lòng người hiểm ác, liều mạng tranh đấu, chỉ cần không chết thì năng lực phương diện này tự nhiên sẽ đề thăng thôi. Hàng Lập từ tốn nói, xem ra lại đầu hủ gặp cố sự không ít ha à đúng rồi đại hội tháp mộc đạt ngược lại có một cơ hội chân chính kiến thức khôi giới rồi thạch xuyên không thu hồi vẻ vui đùa chuyển chủ đề nói đúng vậy đó hy vọng là có thêm thu hoạch hàng lập nói xong nhìn lại phía xa tích nham tộc trưởng rất nhanh liền dẫn người mang theo gần ngàn bản điển tịch còn có một số ngọc giảng đưa tới trong đó thư tịch là chủ yếu ngọc giảng thì ít hơn Hôi tích tộc nhân tựa hồ đọc sách không nhiều những thư tịch này cũng không bảo tồn tốt phía trên rất nhiều cái bám đầy tro bụi thậm chí còn có cái bị không ít tổn hại nữa tịch nham tộc trưởng có chút hổ thẹn với việc này liên tục tạ lỗi hai người hàng lập tự nhiên không để ý những chuyện nhỏ nhặt này rất nhanh bảo đối phương lui xuống đọc qua những cái điển tịch này thì cực kỳ hỗn tạp hai người thì lại đang muốn tìm hiểu mọi phương diện hôi giới một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai hôi tích tộc tiếp tục lên đường chỉ là phương hướng lại điều chỉnh một chút hai người hàng lập một mực ở trong đại trướng tộc trưởng một bước cũng không hề rời duy trì khoảng cách giống như quý tộc cao cấp, đồng thời cẩn thận nghiên cứu những cái điển tịch kia. Hai người phản phước như hai khối bọt biển, Liên cuồng hấp thu hết thảy tin tức liên quan tới hồ giới. Thời gian trôi qua cực nhanh, trong nháy mắt đã qua hơn 3 năm. Hôi tích tộc trải qua đường xá rất dài, rốt cuộc cũng đến nơi. Ba Lăng Hồ Ba Lăng Hồ ở khu vực trung bộ Lục Nguyệt Thảo Nguyên, diện tích rất lớn, chừng mấy vạn dặm. Bởi vì trong hồ chứa một loại tinh thạch đặc thù tên là Ba Lăng Thạch, nên hồ có tên là như vậy đây chính là ba lăng hồ hả hàng lập cùng thạch xuyên không đứng ở trong đại trướng nhìn ra hồ nước to lớn phía trước nước ba lăng hồ cực kỳ thanh tịnh thỉnh thoảng có mấy con bạch điểu lướt qua trên mặt hồ gây ra trận trận gió nhẹ thổi qua mặt hồ gợn sóng chập trùng hàng lập hít sâu một hơi nhìn ba lăng hồ trừ màu sắc ở bên ngoài có chút đơn điệu ngược lại cảnh sắc lại hiếm thấy cho người ta một loại cảm giác khoáng đạt nhìn có chút giống với hồ nước bao la ở tiên giới từng đợt khí tức ẩm ướt đập vào mặt làm cho người ta ngửi thấy tinh thần tỉnh táo. Một chỗ đất bằng to lớn ở phía nam hồ nước, giờ phút này vạn chúng tụ tập. Mặc dù còn một đoạn thời gian nữa đại hội tháp một đạt mới tổ chức, bớt quá đại đa số tộc đàn đã đến rồi. Một đóa mây trắng đột nhiên bay vụt đến, dừng ở phía trước hồi tích tộc. Phía trên mây trắng đứng vài thân ảnh mặt trường bào màu trắng, thân thể những người này đều là đầu chim, hai mắt ống ánh, chớp động từng đạo tinh quang. Trường bào màu trắng ở trên người bọn họ có chất liệu bất phàm, phía trên còn có theo đủ loại đồ án chiếu sáng rực rỡ đối lập hoàn toàn với hôi tích tộc đâu chỉ gấp 10 lần đi đầu là một thanh niên cao to có khí tức khổng lồ đã đạt tới cấp độ chân tiên khuôn mặt của người này không có lông vũ gương mặt bóng loáng ngũ quan có chút tiếp cận với hình người chỉ có cái mũi là hơi dài hai mắt hơi lõm xuống cho người ta một loại cảm giác âm lãnh cao ngạo các ngươi là hội tích tộc sao ánh mắt của thanh niên cao to quét qua hôi tích tộc mở miệng nói ra mang theo khẩu khí từ trên cao nhìn xuống tại hạ hội tích tộc tịch nham bãi kiến miêu tùng sử tịch nham vội vàng bay ra ngoài không người thi lễ với thanh niên cao to hiển nhiên là nhận ra người này tịch phong người này là ai vậy hàng lập liền hỏi cái tên hội tích tộc nhân phụ trách sổ sách bên ngoài người này chính là một vị trưởng lão hợp thể kỳ của hội tích tộc phụng mệnh tịch nham tộc trưởng tới đây hầu hạ giải thích rất nhiều việc trên đại hội cho hai người hàng lập Ô, ờ, dạ khởi bẩm hai vị thượng tiên hắn tên là miêu khôi chính là một vị chấp pháp sứ do tam miêu lãnh chúa phái tới tịch phong trưởng lão cung kính nói nguyên lai là người của tam mưu lãnh chúa khó trách phù trường lớn vậy hàng lập cười nhạt một tiếng lời để nói chỉ còn hai tháng nữa là tới đại hội tháp mộc đạt rồi hôi tích tộc các ngươi thật là đến sớm dễ sợ nha vị trí tốt ở trong hội trường hầu hết bị các tộc khác chiếm cứ hết rồi thanh niên cao to nhìn tịch nha một chút từ tốn nói cái gì chỉ có hai tháng thôi hả theo lệ cũ thì đại hội hãng là còn ít nhất một năm nữa mới bắt đầu mà tịch nham tộc trưởng biến sắc thất thanh nói để không ảnh hưởng trật tự đại hội tháp mộc đạt nơi trú đóng các tộc còn có vị trí khu vực giao dịch đều đã được quy định trước đó ứng với từng bộ tộc nơi đóng quân thì cũng không đáng nói ai cũng sẽ không để ý nhưng vị trí khu vực giao dịch trước sau có ảnh hưởng rất lớn đối với việc mua bán lãnh chúa đại nhân có lệnh đại hội lần này cử hành sớm hơn sao đây Lệnh của lãnh chúa đại nhân còn cần phải trưng cầu ý kiến của ngươi nữa hả? Thanh niên cao to cười lạnh một tiếng rồi nói. Ôi ừ, dạ dạ không dám không dám. Ừ, tại hạ thất ngôn rồi. Ừ, xin miêu tôn xử chối trách ừ, đây, đây, là chút quà mộn nè. Ừ, xin tôn sứ nhận lấy. An bài cho hồi tích tộc chúng ta vị trí khá một chút Tịch nham tộc trưởng vội vàng xin lỗi. Trong lúc nói chuyện gã tiến lên mấy bước. Lấy ra một cái túi nhỏ màu đen nhét vào tay của thanh niên cao to. Thần thức của thanh niên cao to quét qua cái túi, lúc này thần sắc mới thoáng buông lỏng, Địa phương tốt đều bị tộc khác chiếm cứ hết rồi Vậy đi 22 khu này vẫn chưa có người nào sử dụng nè Liền giao cho hôi tích tộc các ngươi đó Thanh niên cao to lấy ra một cái ngọc bài màu trắng Ném cho tịch nhâm Ô ừ, dạ đã tạo thông số sắc mặt của tịch nham khẽ buông lỏng Tiếp nhận ngọc bài chắp tay cười nói Thanh niên cao to vung tay lên Đám mây màu trắng chớp động quang mang Gào thét bay đi Tịch nham nhìn mấy người ly khai thấp giọng thở dài Phước tay mang theo hôi tích tộc đi về một hướng rất nhanh đi tới cái nơi trú đóng đã được chỉ định. Nơi này không phải là quá mức thấp, nhưng cũng không tính là địa phương tốt. So với những nơi phía trước được sắp xếp của các tộc đàn khác, thì vị trí hội tích tộc này phi thường không đáng chú ý. Trong đại trướng, Hàng Lập cùng Thạch Xuân Không nhìn qua các tộc đàn chung quanh. Từng tộc đàn nơi này hình dạng khác nhau, ngược lại để cho hai người được một phen mở rộng tầm mắt. Tộc đàn đã đến đây có chừng hai ba mươi tộc, hơn nữa những cái tộc đàn phụ cận có quy mô khá lớn, bất luận là nhân số hay là cao thủ trong tộc đều hơn xa hôi tích tộc đại đa số bên trong những cái tộc đàn này đều có tồn tại chân tiên cảnh tỏa trấn nếu so sánh ra thì hôi tích tộc nhỏ yếu hơn rất nhiều hàng lập cười nhạt một tiếng cũng không thèm để ý dời ánh mắt nhìn về phía cái khu đất trống to lớn bên bờ hồ nơi đó cũng phân ra từng khu vực trong mỗi khu vực đều có từng cái quầy hàng phía trên bày đủ các loại vật phẩm hoặc nhìn là nơi giao dịch mua bán của các tộc vô số bóng người qua lại nơi đó náo nhiệt vô cùng Ánh mắt của hàng lập sáng lên, thạch xuyên không cũng nhìn sang nơi đó. Đội ngũ hồi tích tộc chợt dừng lại, một đội ngũ khác đột nhiên xuất hiện ở phía trước, ngăn trở con đường. Ủa, đây không phải là tịch nham tộc trưởng hả? Hơn trăm năm không gặp rồi. Hồi tích tộc các ngươi làm sao lại có chỉ chút hành người vậy thôi vậy? Giống như hoàn toàn không có phát triển nha. Năm đó hồi tích tộc uy chấn tứ phương, giờ lại xa xúc ra dạng vậy á. Thiệt sự là một thanh âm chối tay vang lên trong đội ngũ phía trước đi ra một trung niên xấu xí mặt có lân phiến đại hán có gương mặt gầy cao hãm sâu vào cái mũi thì lại vô cùng bằng phẳng hai mắt dài nhỏ nhìn cực kỳ xấu xí mặc dù người này xấu xí nhưng tu vi cũng đã đạt tới chân thiên cảnh dù chỉ là chân thiên sơ kỳ nhưng so với toàn bộ hôi tích tộc nhân thì lại cường đại hơn dân triệu hôi tích tộc tao như thế nào có quan hệ gì với ngươi mau tránh đường ra đi sắc mặt của tịch nham khó coi âm thanh lạnh lùng nói <laughs> sao lại nói không quan hệ chứ dù sao năm đó hai tộc chúng ta cũng là đối thủ cạnh tranh Thôi tích tộc các ngươi ra cái dạng này thật đúng là để ta khó xử thiệt đó nha vẻ mặt của đại hán trung niên trào phúng không chút ý tứ tránh ra sắc mặt của tịnh nham tái xanh nhưng không nói lời nào tốc đang phủ cận nhìn thấy cái tình huống bên này đều nhìn qua nhưng không người nào tiến lên khuyên can cả ngược lại phần lớn là một bộ dạng đứng xem náo nhiệt vui sướng khi người gặp họa tịch phong người kia là ai vậy trong đại trướng hàng lập chậm rãi hỏi dạ bẩm thượng tiên ngự kia là tộc trưởng dân triệu ấy xà tộc ấy xà tộc có cùng hơi tích tộc chúng ta năm đó mở gì tranh giành một cái mẫu khoáng ờ, phát sinh ra một chút tranh đấu kết xuống mối thù Ngự này có thù tất báo nha mỗi lần gặp tại cái đại hội tháp một đạt này đều tới gây sự vậy à sắc mặt của tịch phong cũng khó coi dị thường nói chỉ bằng thực lực hội tích tộc các ngươi cũng dám tranh đấu cùng bọn hắn hả hàng lập ngạc nhiên hỏi Ờ, dạ cái này không giấu gạt thượng tiên à. Tích nhâm tộc trưởng giống cũng có tu duy chân tiên cảnh đó. Trong hội tích tộc ta còn có hai vị trưởng lão đại thừa kỳ nữa Chỉ là mấy trăm năm trước tộc ta lọt vào tập kích của một đầu hôi thú trong tiên cảnh cực kỳ lợi hại Hai vị trưởng lão đại thừa vẫn lạc Tộc trưởng cũng bị thương nặng Mặc dù đã được cứu chữa rồi Nhưng thực lực đại tổn rơi xuống đại thừa kỳ Nếu không hội tích tộc chúng ta sao lại rơi vào cái hoàn cảnh như bây giờ chứ Tịch phong đỏ mặt giải thích Ồ, thì ra là như vậy hả Hàng Lập gật đầu khẽ, trong khi Hàng Lập cùng Tịch Phong nói chuyện, tộc trưởng Ế xà tộc kia vẫn như cũ ngăn ở phía trước, không có nhường đường. Dân Triệu, hôm nay ta cũng lừa đấu khẩu cùng ngôi, đại hội Tháp Mộc Đạt là do Tam Miêu lãnh chúa chủ trì tổ chức, người cố ý ngăn ở nơi này không cho tộc ta ra trận, chẳng lẽ không coi mệnh lệnh của Tam Miêu lãnh chúa ra gì hả? Tịch Nham hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Tịch tộc trưởng cớ gì nói ra cái lời ấy chứ Tại hạ sao dám vi phạm mệnh lệnh tam miêu lãnh chúa Bất quá là gặp người quen Tới chào hỏi chơi thôi mà Tịch nhâm tộc trưởng cần gì phải tránh xa người ngàn dặm Chẳng lẽ lại sợ cái hèn này hả Vương Triệu nghe thấy danh tiếng của tam miêu lãnh chúa Sắc mặt lúc đầu hơi ngưng lại Sau đó cười cười rồi nói Những tộc đàn phụ cận kia nhìn xem náo nhiệt Chỉ rõ hồi tích tộc Cũng truyền ra không ít tiếng cười ha ha Ngồi Tịch nhâm lập tức nổi giận toàn bộ trên dưới hồi tích tộc sắc mặt cũng khó coi. Hàng lập thấy cảnh này sắc mặt trầm xuống. Trong đại trướng, sắc mặt của tịch phong tái xanh toàn thân rung rẩy, chợt quay người khâm người thi lễ với hàng lập một cái rồi nói. Thượng tiên à, ấy xà tộc này khinh người quá đáng rồi, ngài có thể xuất thủ hay không vậy? Hàng lập liếc tịch phong một cái, quay người đi vào bên trong. Sắc mặt của tịch phong đột nhiên trở nên trắng xanh. Nếu như hàng lập mặc kệ việc này, hồi tích tộc hôm nay xem như thật mất mặt rồi. Tịch nhâm, mau mau an bài sự từ nơi đây cho tốt đi, Tôi không có rảnh ở đây nhìn trò cười của các ngươi làm chậm trễ thời gian đâu. Hàng Lập ngồi xuống, gần đống thư tịch mở miệng nói ra. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng lại như sóng nổ quanh quẩn chung quanh, làm hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người tới đây. Đám người phụ cận nghe thấy cái âm thanh này, người có chút kiến thức uyên bác nhất thời thu hồi vẻ trào phúng. Lông mày của Vân Triệu cũng nhíu một cái. Tịch Nham nghe thấy thanh âm Hàng Lập trăng dậy trong lòng mừng rỡ, quay người thi lễ với đại trướng rồi nói. Dạ, thượng tiên yên tâm, Vân Triệu, mau tránh đường ra, tôi có việc muốn làm nữa, không tránh tranh cãi cùng ngươi ở đây đâu. <laughs> Tịch Nham quay người nhìn về phía Vân Triệu, lạnh lùng nói, Khi thế cùng thái độ so với trước đây như hai người khác nhau. À, có người làm chỗ giữa liền cường ngạnh nha, thật đúng là chó săn đó. Chó cuộc người mời người nào đánh vậy, không ngại kêu ra, để cho mọi người chúng ta cùng nhìn xem, đến tục cùng có bao nhiêu cân lượng đây chứ. Ánh mắt của Vân Triệu chớp động một trận, rất nhanh trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh, nhìn về đại trướng rồi nói những người phụ cận có tâm tư linh hoạt nghe thấy lời này không khỏi thầm mắng vân triệu giảo hoạt vô sĩ vô cùng lại muốn lôi kéo tất cả mọi người xuống nước hết tập một trăm sáu mươi ba cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của lát radio